Em chào anh Sĩ Hoàng. Dạ hôm nay BB thân Mai rất là vui khi được đón tiếp anh và có thể chăm sóc anh tại nơi đây. Thì chắc là em sẽ mời bác sĩ tham gia cho anh trước để tiến hành xem là mình có thể làm cái liệu trình gì để có thể là mình vừa có một cái sức khỏe tốt, vừa có một cái làn da đẹp và chắc chắn là mình sẽ thành công hơn trong công việc anh nhé. Cách đây cũng chắc cũng khoảng 2 năm đúng vào cái thời điểm mà anh bắt đầu nghĩ tới sức khỏe của mình. Và may sao cũng là đúng là cái dịp để mà Thanh Mai mời tới để mà kiểm tra da và có một cái liệu trình. Mà quả thật là sau đó thì anh thấy nó có khác, nó có tốt hơn. Và lần này cũng sắp Tết rồi, anh cũng muốn quay trở lại để tút lại cái vẻ ngoài của mình. Và anh nghĩ rằng là nếu mà cái diện mạo của mình nó tươi tắn hơn, nó đầy sức sống hơn thì nó cũng là khởi đầu cho một cái điều tốt đẹp cho năm mới. Và nó cũng sẽ hứa hẹn những cái thành công mà mục tiêu đã đề ra. Dạ em chào anh Hoàng, hôm nay mình sẽ tới Thanh Mai để mình thực hiện một liệu trình trẻ hóa cái gương mặt để mình thực hiện đón Tết. Anh hy vọng là sau khi làm xong thì cái mặt anh nhìn sẽ trẻ hơn. Tại vì em biết là cái mục tiêu về sức khỏe của anh năm nay thì ngoài cái chuyện dinh dưỡng, ngoài cái chuyện tập luyện thì anh liều mạng, anh đặt ra mục tiêu về năm nay phải trẻ hơn 5 tuổi. 5 tuổi. Có thể chia sẻ cái cảm nhận của mình như thế nào sau khi mình điều trị được công nghệ trẻ hóa da nửa gương mặt ạ? Cái cảm giác đầu tiên đó là thấy cái cơ nó căng hơn, nó săn hơn so với bên này. Thứ hai nữa là thấy cái vùng hàm nó nét, nó không có bị sệ, nó không có bị sệ như trước. Nó có những cái đường ở đây bây giờ là thấy nó căng thẳng hết luôn. Cái phần đuôi mắt cũng vậy. Rồi là cái bọc mắt nó không có bị nặng như trước nữa. Thì anh cũng mới ở trên phòng điều trị công nghệ trẻ hóa da, mình mới thực hiện xong liệu trình thơm mát FLX. Thì anh có thể chia sẻ cho cả nhà của BB Thanh Mai biết là hiệu quả của anh cảm thấy như thế nào sau cái liệu trình mình làm toàn gương mặt anh ha? Thường thì nam giới không có quen làm những cái chuyện này. Nhưng mà quả thật là sau khi trải qua những cái lúc mà liệu trình xong á, thì thứ nhất là cảm thấy là nó rất là nhẹ cái gương mặt. Hai nữa là anh tin rằng là chắc chỉ vài ngày nữa thì cái cơ mặt và những cái nếp nhăn nó sẽ giảm đi nhiều hơn nữa. Tại vì em đã làm một lần trước đó rồi. Em thấy rằng là cái hiệu quả nó rõ nhất là sau một tuần. Dạ đúng rồi anh. Thật ra là nó sẽ cho mình một cái diện mạo nó trẻ hơn. Và nghĩa là cái cách mà khách quan nhất đó, tức là khi mình giao tiếp với ai, người ta sẽ khen là ôi sao hồi này trông trẻ quá. Đây là hiệu quả của anh sau khi mình đã được điều trị bằng công nghệ Thermax FLX nha cả nhà. Là mình thấy là trẻ liền luôn nha cả nhà. Dạ cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều. Thì cũng nhân dịp năm mới, chị Mai em cũng gửi lời chúc tới anh là chúc anh luôn trẻ, luôn tươi, luôn đẹp hơn và chắc chắn là ngày càng thành công hơn nữa trong cái sự nghiệp của mình.